mặc bộ quần áo cổ vào thì nhìn thấy là đúng không? Anh ơi chị ơi, còn bây giờ tôi xin phép giới thiệu nhanh một chút thôi nhá, một số đặc sản ở trong này. Và ở đây trước khi mà giới thiệu thì tôi xin phép nói trước một số điều. Khi mà tôi giới thiệu xong, nếu như người nào mà mình có nhu cầu thì mọi người có thể mua. Còn nếu như anh chị nào mà không có nhu cầu thì xin mời có thể ra ngoài chụp hình lên xe tham quan là tùy thích của anh chị nhá. Còn khi mà mình đi tham quan ở toàn bộ đất nước Hàn Quốc này là mình có thể mua được quần áo, mỹ phẩm, sô-cô-la hay bất kỳ một cái gì bên ngoài là hoàn toàn mua được. Nhưng trừ cái phương ngựa mà dùng để đặc trị đau nhức xương và thấp khớp thì tôi phải lưu ý một chút, mà ngay đến bản thân những người sinh sống ở trong nước như chúng tôi có muốn mua nào cũng đều phải vào trong này. Vì riêng cái xương ngựa này là hàng độc quyền của đảo Jeju. Cả đất nước Hàn Quốc thì chỉ duy nhất ở đảo này mới được phép cung cấp thôi. Và do cái này là hàng độc quyền của nguyên một đảo cho nên được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ cho sản phẩm này hoàn toàn và có bảo hiểm 100% trên sản phẩm. Thứ nhất là ở trong nước là có tập đoàn Samsung là tập đoàn bảo hiểm đứng đầu số 1 đất nước Hàn Quốc bảo hiểm hoàn toàn. Thứ hai là BOB của thế giới chứng nhận hoàn toàn cho xương ngựa ở trên đảo và tem độc quyền của đảo Jeju. Nên ở trong này khi mà tôi giới thiệu xong, nếu như người nào mà có nhu cầu mua thì do đây là hàng của chính phủ Hàn Quốc bảo trợ cho nên cũng có một chương trình tặng quà. Ai mà mua từ 1 cho đến 100 hộp là ở đây họ có một quy định tặng quà là họ sẽ tặng cho anh chị mỗi người một cái túi ni lông. Còn người nào mà mua nhiều hơn 100 hộp một chút nhá là họ có một chương trình quà tặng cao cấp hơn, là người ta sẽ tặng cho anh chị mỗi người một cái thùng và họ sẽ đóng thùng cho mình á. Còn bây giờ tôi xin phép bắt đầu giới thiệu nhá. Đây là mật ong. Ở đây là có một cách thử mật ong đơn giản thôi ạ, là tát bất kỳ cái nào cũng được. Sẽ cho một cái mật ong vào và nước mình uống bình thường vào thôi. Xong là sẽ nắc mạnh lên. Nếu như cái mật ong có đường mà anh chị nắc ở trong nước là lập tức nó sẽ tan ngay. Còn mật ong 100% là không tan mà nó sẽ tạo thành một cái tổ ong ở phía dưới. Và bây giờ sẽ thử một chút nhá. Chị ơi, cho nhiều một chút. Cho nhiều một chút. Cô chú anh chị ơi, có ai có chai nước không ạ? Nếu mà người nào có chai nước thì cho tôi mượn một chút. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Xin lỗi chị ơi. Cho đi thế nó mới bảo dạ. Này không đi đâu các bảo rồi. Có gì đâu. Cái xin mời nắp lại nè. Tổ ong. Nước ở trên mặt ong ở dưới và sẽ tạo thành một cái tổ ong. Mật ong ở đây thôi. Mình thử làm sao ta thấy được. Mật ong của mình tan luôn. Mua bao nhiêu hộp thì tặng cái túi ong này. Anh ơi chị ơi, cô chú anh chị ơi, bây giờ xin mời nhìn lên cho nào một chút nhá. Và bây giờ sẽ đổ cái nước này đi và anh chị có thể coi, chỉ có nước ra thôi. Nước nó hoàn toàn không ngấm vào bên trong mật ong. Và vừa nãy mình cho vào từng nào nó vẫn còn y nguyên ở phía dưới. Như vậy rất là đơn giản thôi á, là mình sẽ phân biệt được ngay là cái mật ong có đường hay mật ong không có đường. Nếu như mật ong có đường mà anh chị cho vào nước chỉ một chút xíu thôi là nó sẽ tan ngay, chứ đừng nói là nắp và ngâm ở trong nước. Và đây là cách thử mật ong của người dân ở đây. Vì mỗi một đất nước là có một cái cách thử khác nhau. Và đây cũng chỉ là
cách thử thôi. Về Việt Nam cũng rất là nhiều mật ong, nên nếu như mà cô chú anh chị muốn áp dụng như thế này để thử là hoàn toàn được nhá. Mình lấy bất kỳ một cái bát nào, xong mình cứ làm như vừa nãy, cho một muỗng mật ong vào và nước mình uống bình thường vào thôi. Xong rồi mình cứ nắp nó lên, nếu mà đường là tan, còn mật ong 100% là hoàn toàn không tan và nước nó không ngấm vào. Và do mình quay tròn như này là tự nhiên nó sẽ tạo thành một cái tổ ong ở phía dưới thôi á. Còn bây giờ tôi xin hướng dẫn cách sử dụng. Cái mật ong ở đây là mật ong 100% cho nên rất tốt cho cổ họng. Nên ở đây mật ong là họ không đem đi hòa nước uống đâu ạ. Mà dùng bằng cách đơn giản thôi là buổi sáng khi mà ngủ dậy là mình sẽ múc một cái mật ong. Và mình sẽ ăn trực tiếp luôn ạ, thay bằng việc hòa nước uống. Như vậy thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhất là nhà anh chị mà có người nào mà hay mắc căn bệnh ho, hèn xuyến, viêm họng. Và đặc biệt mà có người bị mắc bệnh đau bao tử, dạ dày và đi nhà vệ sinh mà táo bón, là mình ăn trực tiếp là nó sẽ tốt hơn nhiều so với hòa nước. Còn bảo quản thì đơn giản thôi. Khi mà dùng cái này rồi nhá, mà dính nước miếng vào thì mình chỉ cần lưu ý là không sử dụng lại nữa. Vì bên trong nó có vi khuẩn, nếu mà anh chị đem cho vào trong này là 2-3 hôm nó sẽ bị hỏng và sủi bọt mất. Còn nếu như người nào mà có nhu cầu mua mật ong ở đây thì tất cả những cái mật ong mà cô chú anh chị mua về là ở bên trong, tất cả những cái này nhá, là sẽ đều còn y nguyên như thế này á. Nếu như mọi người mua về mà mình đem mở nắp của nó ra như này sử dụng là mình sử dụng 2 năm kể từ khi mà mở ra. Còn nếu anh chị không mở ra mà mình để nguyên cái tem niêm yết của họ ở bên trên là mình có thể để 5 năm, 10 năm là tùy. Và mình bảo quản hoàn toàn ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh là được ạ, chứ không để nhiệt độ ở bên ngoài. Và cái này thì giá thành của nó là 40.000 won, còn trọng lượng là 800g. Nếu mà tính tiền Việt Nam thì chẳng tầm hơn 800.000 tiền Việt Nam gì đấy một cái như thế này. Còn cái thứ hai mà tôi xin giới thiệu ở đây nhá là nấm linh chi. Và khi mà giới thiệu về cái nấm linh chi thì trước tiên tôi xin phép giới thiệu về cái cách chế biến nấm linh chi. Ở đây là họ không lấy những cái linh chi như thế này về xong rồi là đem cắt ra và đun nước lên để uống, mà ở đây chúng tôi chế biến nấm linh chi là có khác một chút. Là ở đây lấy hết cái nấm linh chi này về xong rồi đem xay nấm linh chi ra thành bột và chế biến thành cái cao linh chi như thế này, chứ không có đem nấm linh chi đi đun nước uống đâu nha. Vì sao ạ? Vì cái nấm linh chi anh chị có đun nước kiểu gì cũng không ra hết tác dụng ở bên trong được, mà cô chú anh chị chỉ đem nó đi đun nước xong rồi mình uống một cái nước của nấm linh chi và đem vứt bỏ cái nấm linh chi đi thì rất là lãng phí. Cho nên ở đây là không làm như vậy mà dùng khác một chút, là sử dụng tận gốc nấm linh chi, là họ đem xay nó ra thành bột và chế biến thành cái cao linh chi như thế này. Và cũng như là anh chị đun nước uống thôi, rất là đơn giản. Chỉ cần buổi tối trước khi mà đi ngủ là mình sẽ múc một muỗng cao linh chi, xong mình cho nước ấm vào và hòa lên. Thay bằng việc vứt bỏ cái nấm linh chi đi là mình sẽ uống trực tiếp toàn bộ cái nấm linh chi vào bên trong cơ thể. Còn tác dụng của cái linh chi này thì chuyên dành ở trong này là do cái này là xay trực tiếp cho nên rất là đắng. Nên ở đây, ở đảo Jeju này thì mật ong rất là nổi tiếng, cho nên họ có cho một chút vào trong rồi để cho nó không bị đắng nữa, cho mình dễ sử dụng và còn tốt cho sức khỏe ở trong mật ong. Còn tác dụng của cái linh chi ở đây thì được chỉ định là dành cho những người nào mà nhà có người hay bị mắc căn bệnh đau đầu, rối loạn tiền đình, mất ngủ. Và đặc biệt là nhà anh chị nào mà có người lớn tuổi mà bị mắc căn bệnh huyết áp. Cái này là một trong những cái sản phẩm mà chuyên dùng để cân bằng và ổn định huyết áp của người dân ở trên đảo và tuần hoàn máu, lưu thông máu và thải độc những độc tố ở trong cơ thể và thải độc những độc tố ở trong gan. Và cái linh chi này thì cũng có giá thành là 40.000 won, tầm 800.000 tiền Việt Nam một cái, và trọng lượng của nó cũng là 800g. Và bảo quản thì cũng là để ở trong ngăn mát của tủ lạnh chứ không có để ở bên ngoài nha. Còn cái cuối cùng mà tôi xin giới thiệu với cô chú anh chị là xương của con ngựa. Và khi mà giới thiệu về cái xương ngựa này thì trước tiên tôi xin phép giới thiệu về cách chế biến xương của con ngựa. Ở đây thì họ không chế biến xương ngựa một cách thủ công như là mua nguyên một con ngựa về hay con gì về xong anh chị lấy xương của nó để đem cho vào trong nước xong rồi nấu thành cao. Ở đây thì hoàn toàn không làm thủ công như vậy, và để làm ra được cái
sản phẩm sữa ngựa của nguyên một đảo Jeju như thế này và được thế giới chứng nhận hoàn toàn và có tem bảo hiểm hoàn toàn trên sản phẩm, thì cũng rất nhiều bác sĩ và viện y học là họ cũng nghiên cứu rất là nhiều năm mới làm ra được xương con ngựa của nguyên một đảo như thế này. Còn quá trình để làm ra xương ngựa là họ đều có niêm yết toàn bộ trên sản phẩm. Ở đây là không phải là mua xương ngựa hay lấy xương con ngựa về để cho vào trong nước nấu thành bánh cao, mà ở đây bác sĩ nghiên cứu là họ lấy xương con ngựa về xong cho vào bên trong này để họ sấy khô trực tiếp xương của con ngựa lên, chứ không phải là xương ngựa đem đi nấu cao xong rồi họ đem nghiền nát xương của con ngựa ra thành bột ạ, và người ta chế biến thành cái viên xương ngựa như thế này, cho nên canxi ở trong xương là còn nguyên 100%. Còn cái xương ngựa mà đem đi nấu cao, khi mà anh chị lấy lại được cái miếng cao xương ngựa là chỉ còn bã của nó thôi, còn hàm lượng canxi là bị mất hết rồi, nên mình có dùng lâu năm là hiệu quả nó cũng không được cao. Còn cái này thì là sấy khô cho nên canxi nó còn nguyên và mình cũng chỉ sử dụng một thời gian nhất định thôi, xong là mình không sử dụng nữa. Và cái thứ hai nữa là cái xương ngựa ở đây thì không chỉ dành cho người lớn mà còn dùng cho cả em bé sử dụng, cho nên ở bên trong này là có cho một chút sâm vào rồi để cho nó khử mùi tanh của xương ngựa và còn bồi bổ cho sức khỏe để cho cả người lớn và em bé dùng. Còn dùng thì rất là đơn giản thôi, nếu như cô chú anh chị nào mà nhai được là mình hoàn toàn có thể nhai trực tiếp như thế nhá. Còn nếu như người nào mà không nhai được là mình có thể uống với nước, giống như là uống thuốc là tùy anh chị thôi. Còn cái này là xương mà, cho nên chuyên dành cho những người nào mà bị mắc căn bệnh về xương. Cái này là chuyên đặc trị đau nhức xương. Nhà mà có người nào mắc bệnh thấp khớp, khi mà mình đứng lên ngồi xuống đầu gối của mình hay bị đau, và người lớn tuổi khi mà mình đi lại đầu gối của mình hay bị đau và không được hoạt bát, và ai mà hay đau lưng, đầu vai, đầu cổ, và nhất là mỗi khi mà thời tiết thay đổi đột ngột, các khớp tay khớp chân của mình hay bị đau nhức, và buổi sáng mà mình ngủ dậy hay bị tê tay tê chân, thoái hóa xương khớp, cung cấp canxi và chống loãng xương. Và bây giờ là tôi giới thiệu xong hết tất cả rồi đó. Cô chú anh chị có ai muốn dùng thử cái xương ngựa ở đây không ạ? Nếu có người nào muốn dùng thử thì trước tiên tôi xin phép mời mỗi người một viên, hai viên để mình dùng thử đã nhá. Nhưng mà trước khi mà cho dùng thử thì tôi xin nói trước một điều là bây giờ mình chỉ dùng thử xem mùi vị của nó có dễ sử dụng không thôi, chứ không phải là anh chị dùng một cái là có tác dụng luôn đâu á. Nên nếu mà người nào có nhu cầu dùng thử thì tôi xin mời một viên, hai viên là mình hoàn toàn có thể sử dụng thử ạ. Bà Bin chắc đi. Cho em nhiều đấy nhỉ? Chia sẻ ra cái nào nhỉ? Đằng bà không nhá. Thông báo đằng bà là hạn chế dùng cái này nhá. Chỉ đàn ông thôi. Người muốn như bằng thôi. Bác Hảo dùng nhiều nhiều rồi nhá. Dễ dùng mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.